Thưa quý vị và các bạn, thành lập vào năm 2010, 12 năm nay, nhà ăn tình thương xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang được xem là ngôi nhà thứ hai góp phần nuôi dưỡng chắp cánh ước mơ cho bao thế hệ học sinh thuộc hộ nghèo có thêm động lực học tập vươn lên trong cuộc sống. Chuyện tử tế ngày hôm nay kính mời quý vị và các bạn cùng ghé thăm nhà ăn tình thương này cùng với những câu chuyện ấm áp trong suốt 12 năm hoạt động vừa qua. Được thành lập từ tháng 1 năm 2010, nhiều năm qua, những người nghèo, đặc biệt là học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, học tập xa nhà, xem nhà ăn tình thương xã Vĩnh Trạch như ngôi nhà thứ hai, một điểm tựa để được tiếp thêm niềm tin, động lực vươn lên. Đi học ở đây rồi về nhà không đủ thời gian trở lại học, vì để đó cho nên mình đề nghị với bàn, với ủy ban, với cái ban giám hiệu nhà trường để mình thành lập cái nhà ăn tình thương để nuôi cho các em học sinh nghèo. Thời gian đầu, nhà ăn tình thương gặp nhiều khó khăn, thiếu gạo và các nhu yếu phẩm. Nhưng với tâm huyết của cả tổ, cùng sự ủng hộ của địa phương và các nhà hảo tâm, từ việc phục vụ 40 đến 50 suất cơm trưa, đến nay nhà ăn đã cung cấp mỗi ngày từ 300 đến 350 suất ăn. Một ngày tôi hỗ trợ nấu cho học sinh ăn là khoảng 300 mấy học sinh, có người bán vé số, rồi người ta xin nữa. Công việc này tôi mặn được mười mấy năm, từ cấp mở bếp ăn từ thương tới nay. Nhiệm vụ của tôi là sáng là mua đồ ăn hỗ trợ, rồi đi ra chợ, mua rau, củ, tàu hủ, rồi về sắp xếp những người ta lại tiếp nấu cơm. Cảm thấy là rất là vui, hạnh phúc, vì nó được những em đi đường xa, mình thấy vậy mình rất mừng lắm. Tại vì nó được ăn được những bữa cơm ngon nè. Tôi thì cũng thấy cái sự thiết thực thì hỗ trợ cái miếng đất này, lo cho học sinh ăn thì nó cũng thiết thực cho đồng bào nhân loại được cái số nghèo mà được hưởng ăn được ấm no, học tập được tốt. Thì cái tinh thần của mình là một, hai nữa là những thiếu thốn, những cái vật chất gì thì mình phải đi ra ngoài chợ mình xin là bà con, còn nếu thiếu nữa mình bỏ tiền túi ra. Ban đầu chỉ lo việc ăn trưa, nhưng khi thấy các em ăn rồi không biết đi đâu để chờ đến giờ chiều vào học, nhà ăn đã chuẩn bị thêm phòng, bàn ghế để các em có chỗ nghỉ ngơi, ôn tập. Đến với nhà ăn tình thương này, học sinh như được ở bên gia đình, trong vòng tay yêu thương của biết bao tấm lòng thiện nguyện. Họ là những cô, chú, anh chị đã không quản thời gian, công sức, chỉ mong sao bữa cơm trưa đến với học sinh đảm bảo chất lượng, để các em có thể yên tâm học tập. Em có em ăn từ đầu năm tới giờ, em cảm thấy rất trân trọng và quý, tại nhờ có được bữa ăn này mà mấy em học sinh được ở lại trường học bài, làm bài nhiều hơn, có thời gian nghỉ ngơi, học sẽ tốt hơn. Ăn từ hồi tiểu học đến bây giờ, em thấy là rất vui vì mỗi lần tới trưa về là em... Đối với mấy bạn nhà xa là chỗ này là rất là tốt để mấy bạn ăn và ngủ nghỉ ngơi hai đồ ở đây. Có ăn mỗi ngày thay đổi nên nó rất là đa dạng. Em rất cảm ơn mọi người và em sẽ cố gắng để không phụ lòng mọi người. Hơn 10 năm nay thì phải nói rằng là cái hiệu quả cái bếp ăn tình thương này mang lại hiệu quả rất là cao. Tại vì đây là cái mô hình nuôi dưỡng nhân tài. Các em từ là học là cấp 1, cấp 2 cho tới cấp 3. Và hiện nay là phải có số em là hiện nay đã trưởng thành và thành tài. Những đứa em đó nó cũng quay về địa phương của mình rồi cũng hỗ trợ lại cho cái nhà ăn tình thương này nhằm đảm bảo duy trì nuôi dưỡng cho các em thế hệ phía sau. Sau hơn 10 năm hoạt động, nhà ăn tình thương xã Vĩnh Trạch đã phục vụ cơm trưa miễn phí với tổng trị giá hơn 5 tỷ đồng. Với phương châm sống cho đi là còn mãi, các thành viên tại nhà ăn tình thương xã Vĩnh Trạch đã lấy sự ấm lòng của các em học sinh nghèo, của những hoàn cảnh khó khăn làm động lực để tiếp tục duy trì những việc có ích cho cộng đồng.